Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong trang cơ sở lần này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn phóng sự ngắn hiệu quả từ mô hình trồng nấm ở xã Trường Đông. Tiếp đó là phóng sự Yên Châu đẩy mạnh trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy tiềm năng từ các nguồn phụ phẩm nông nghiệp, năm 2019, 5 hộ gia đình tại xã Trường Đông đã liên kết cùng nhau thành lập hợp tác xã toàn diện để phát triển nghề trồng nấm. Qua đó, giúp các thành viên vươn lên xóa đói giảm nghèo, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Đến thăm hộ gia đình ông Hoàng Xuân Mới, thành viên của hợp tác xã toàn diện ở bản Đồng Tấu, xã Trường Đông. Tuy năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng với phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ, gia đình ông vẫn tích cực tham gia hợp tác xã để sản xuất nấm sò. Được ông cho biết, vào năm 2006, theo chương trình tạo việc làm cho thương binh, bệnh binh, ông được tham gia lớp chuyển giao kỹ thuật trồng nấm. Từ đó, gia đình ông bắt đầu phát triển mô hình trồng nấm. Ban đầu thực hiện cũng gặp không ít khó khăn. Từ việc chưa nắm vững kỹ thuật trồng, chăm sóc nên hiệu quả chưa cao, thị trường tiêu thụ ít. Từ năm 2019, khi tham gia hợp tác xã toàn diện, được anh em chia sẻ kinh nghiệm, có thị trường tiêu thụ thuận lợi hơn. Hiện gia đình ông đầu tư làm hai nhà nấm với diện tích 30 m². Một năm gia đình sản xuất được 3 đợt, trung bình mỗi ngày xuất bán ra thị trường từ 20 đến 30 kg nấm với giá 35.000 đồng trên 1 kg. Cái nấm này nó cũng phụ thuộc thôi. Nếu chúng tôi làm nhiều, thí dụ làm đến 800 bịch, 800 túi này, thì mỗi một ngày là cứ phải tầm 30-40. Nhưng mà cũng có lần là chúng tôi làm thì chỉ làm khoảng 5 tạ, 6 tạ, thì cái mức thu hoạch của hàng ngày của nó thì nó cũng giảm xuống. Thì cứ cho bình quân, đấy, hàng ngày chúng tôi là cứ mỗi một ngày là 20 cân nấm. Đấy, thế là cái thị trường thì chúng tôi không cung ứng kịp thôi, khách hàng là không đủ cho họ. Cũng giống như gia đình ông Hoàng Xuân Mới, gia đình ông Quang Văn Dịch ở bản Na Bản, xã Trường Đông cũng là một thương binh và là thành viên của hợp tác xã toàn diện. Ông Dịch cho biết, trước đây ông làm theo hình thức hộ gia đình, không thành hàng hóa, nhưng bây giờ thành lập được hợp tác xã rất thuận lợi. Vì là mình có nhiều sản phẩm, nhiều thành viên, mình có thể hỗ trợ cho nhau. Mỗi người một công việc, người thì bán hàng, người thu gom nguyên liệu, rất thuận lợi. Vì vậy, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi hơn. Hiện gia đình ông cũng có hai nhà nấm với diện tích 70 m², trồng giống nấm sò tím để xuất bán ra thị trường. So với cái công việc khác thì làm nấm này nó nhạn hơn. Nhưng mà nó khắt khe về kỹ thuật. Đấy, cái quan trọng như thế. Thì cái vốn đầu tư thì nó cũng không mấy đâu, cũng bình thường thôi. Cái chỉ việc của nó là chỉ có bắt đầu là ủ này. Đấy, cần phải có 3-4 nhân công. Còn lúc cấy thì phải có tầm 10-15 nhân công mới làm cấy xong trong ngày được. Để đỡ vất vả cho mình thì cái là hợp tác xã thì đổi công cho nhau. Đấy, nhà anh làm thì tôi cũng sang hộ, mà nhà kia làm thì tôi cũng sang hộ người ta. Thế, trao đổi công nhau như thế. Gia đình tôi thì trồng mới một mẻ là 8 tạ. 8 tạ thì cứ là bắt đầu là thu từ nhỏ đến lớn. Thì mỗi một ngày của nó thu thì cứ tính bình quân có độ 30 cân. Chỗ nào tốt thì khả năng lên 60 cân ngày. Chúng tôi được ông Hoàng Văn Nội, giám đốc hợp tác xã toàn diện xã Trường Đông cho biết, hợp tác xã được thành lập từ năm 2019 với 5 hộ thành viên đều là các thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học tại địa bàn xã. Hợp tác xã chủ yếu sản xuất nấm và cây ăn quả. Hiện cả 5 hộ gia đình thành viên của hợp tác xã đều sản xuất nấm sò. Tất cả các khâu từ chuẩn bị nguyên liệu, xử lý phôi, trồng, chăm sóc, tưới nước đến thu hoạch và sơ chế, đóng gói tiêu thụ đều được hợp tác xã thực hiện theo cách tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo sạch, an toàn từ khâu đầu vào
và đặc biệt tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng. Nhờ đó, nấm sò của hợp tác xã luôn có hương vị thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng, hiện không đủ cung cấp cho thị trường trong và ngoài huyện. Mỗi năm, hợp tác xã xuất bán ra thị trường hơn 18 tấn nấm, thu về hàng trăm triệu đồng cho hợp tác xã. Thu nhập của các hộ thành viên đạt từ 80 đến trên 100 triệu đồng một hộ trên năm. Đấy, thế là chúng tôi là cái nguyên liệu trồng nấm này chúng tôi cũng lấy tận Hải Phòng. Đấy, đưa lên, thế là chúng tôi mới các hộ làm, chúng tôi đổi cùng nhau mà làm. Làm thì cứ mỗi mẻ chúng tôi làm thì mỗi hộ làm cái là mỗi lần làm cái là 8 tạ, 7 đến 8 tạ. Thì được 8 tạ cái được 950 đến 1.000 bịch. Đấy thì mỗi 1.000 bịch thì chúng tôi tính ra thì cứ một bịch được cân nấm. Thế mỗi lứa chúng tôi làm mới là làm là cứ 8 tạ thì được 8 tạ nấm. Đấy, thì xuất ra cho chúng tôi là giá thị trường thì là tôi toàn bán buôn thôi. Thì là có 35.000 một cân. Đấy, thì bán buôn. Thế tính là mỗi vụ chúng tôi làm thì một năm là làm được 3 lứa. Bây giờ thì chủ yếu là thị trường là Yên Châu với lại ngã ba Con Nòi, chỗ Mai Sơn này. Từ 2022 trở về đây thì nấm rất dễ tiêu thụ. Mô hình trồng nấm ở hợp tác xã toàn diện xã Trường Đông, huyện Yên Châu hiện đang không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các thành viên mà còn phù hợp với định hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp ở địa phương. Những thành công trong thời gian qua sẽ là nền tảng để hợp tác xã toàn diện tiếp tục phát triển, đồng thời tạo ra hướng đi hiệu quả cho mô hình trồng nấm an toàn phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, xác định nông nghiệp là mũi nhọn trong phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng hàng hóa và lựa chọn hướng hữu cơ, sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Với mong muốn thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị nông sản, an toàn với con người và môi trường. Anh Bùi Tuấn Anh, bản Tam Thanh, xã Phương Khoài, huyện Yên Châu, đã nghiên cứu thực hiện mô hình trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ trên 10 hectare trồng cây nhãn, mận và sâu tây. Để phát triển mô hình bền vững cùng xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, năm 2020, anh cùng với 20 thành viên đã đứng lên thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Tây Bắc với quy mô trên 200 hectare cây ăn quả. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên của Hợp tác xã luôn tuân thủ nghiêm quy trình chăm sóc cây ăn quả an toàn, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm, có sổ tay ghi chép quy trình chăm sóc, thời gian bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chi tiết cụ thể. Qua 3 năm thực hiện mô hình của anh đã đem lại những kết quả đáng khích lệ. Các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đã có mặt trên các thị trường trong và ngoài nước. Riêng niên vụ 2023, Hợp tác xã đã thu hoạch trên 1.200 tấn mận và ước đạt trên 300 tấn nhãn. Thành lập hợp tác xã thì cũng định hướng bà con dần theo hướng là hoa quả sạch. Và trong 2 năm vừa qua thì chúng tôi có thử nghiệm cái dâu tây và mận nhãn hữu cơ. Số lượng thì không thể đạt yêu cầu như là có cả vô cơ. Đấy, nhưng ngược lại thì về chất lượng hoa quả thì đạt tiêu chuẩn quốc tế. Giá thành xuất bán thì cũng cao hơn. Thì chúng tôi cũng đang cố gắng tiếp cận một số công nghệ quốc tế để làm sao thay đổi cái quy trình làm việc để nó cải tạo đất để nâng cao hiệu quả của sản phẩm hữu cơ. Với nhãn thì chúng tôi đã xuất khẩu đi thị trường Hà Lan, Đức, Anh trong năm nay năm thứ 3. Và với mận thì mới năm 2023 là sang thị trường Anh với số lượng nó nhỏ để chào hàng thôi. Phản hồi của thị trường rất là tốt. Là một trong những hợp tác xã đi đầu trong trồng chăm sóc xoài phục vụ xuất khẩu trên địa bàn huyện. Những năm qua, sản phẩm xoài của Hợp tác xã Nông nghiệp An toàn Trường Hạc đã xuất khẩu thuận lợi sang nhiều thị trường như Úc, New Zealand, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Không chỉ góp phần khẳng định thương hiệu sản phẩm xoài Yên Châu, mà còn tạo nguồn thu nhập đáng kể
cho các thành viên hợp tác xã. Để có được những kết quả đó, các thành viên trong hợp tác xã đã thực hiện chăm sóc xoài theo hướng hữu cơ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tuân thủ nghiêm các quy trình sản xuất, ghi chép nhật ký chăm sóc, bao trái nhằm nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm xoài trên các thị trường khó tính. Đến nay, hợp tác xã đã có trên 80 ha xoài tượng da xanh được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. Trước tiên là chúng tôi đi sâu vào cái hướng hữu cơ, sử dụng là các loại phân thì hướng hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật cũng vậy. Như vậy thì chúng tôi đã giữ vững được cái chất lượng là một. Thứ hai nữa là cái sản lượng và cái môi trường đất này, vườn của mình thì càng ngày nó càng màu mỡ lên và cũng nó sạch. Cũng là một trong những hợp tác xã tiêu biểu trong trồng và sản xuất nhãn ở bản Hua Đán, xã Tú Nang. Hợp tác xã Thanh Sơn hiện có 8 thành viên với hơn 50 ha diện tích trồng cây ăn quả, chủ yếu là cây nhãn. Với mong muốn đưa thực phẩm sạch đến với người tiêu dùng, thời gian qua, hợp tác xã Thanh Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên thay đổi phương thức sản xuất. Ban đầu, nhiều người còn e ngại việc sản xuất theo hướng hữu cơ. Tuy nhiên, nhận thấy được hiệu quả của việc sử dụng phân bón sinh học giúp cây ít sâu, bệnh, cho năng suất, chất lượng cao, nên các thành viên đã tích cực tham gia. Đến nay, hợp tác xã đã có 25 ha nhãn đã được cấp mã vùng trồng, phục vụ xuất khẩu. Các diện tích khác đều thực hiện trồng và chăm sóc theo quy trình Việt Gáp. Nhờ chủ động áp dụng tốt các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các quy trình chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh được thực hiện theo đúng hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Tuyệt đối không sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng, thuốc trừ cỏ, mà chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh mà năng suất, chất lượng nhãn của hợp tác xã được nâng cao hơn rất nhiều. Niên vụ 2023, hợp tác xã ước đạt trên 2.000 tấn nhãn. Gia đình thì cũng theo thực hiện quy trình quy chuẩn của cái là nông nghiệp xanh, thực phẩm sạch. Thì mình làm theo quy chuẩn, theo hữu cơ. Sản lượng năm nay của cái gia đình thì cái là nó cũng vượt trội so với mọi năm. Nếu mà chất lượng nhãn năm nay thì cái này đẹp tuyệt vời luôn. Nhãn gia đình thì cũng đang cái là có dự kiến cái là chuyển về dưới Hà Nội để vào những siêu thị Bixi, mới những chợ truyền thống. Trồng cây ăn quả theo hướng hữu cơ ở Yên Châu bước đầu cho kết quả khả quan, đặc biệt là giúp người dân thay đổi tư duy trong sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tăng độ phì nhiêu cho đất, tăng sức đề kháng cho cây trồng, tạo ra các sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, giúp người dân giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững hơn. Hiện toàn huyện có trên 11.400 ha cây ăn quả, với sản lượng bình quân hàng năm ước đạt trên 90.000 tấn quả. Trong đó có 787 ha được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hơn 1.140 ha được cấp mã số vùng trồng. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có trên 5.460 ha sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Trong đó có trên 2.620 ha cây ăn quả được chăm sóc theo hướng hữu cơ. Quan trọng nhất là làm thay đổi cái nhận thức của các cái tổ chức và người dân trong cái sản xuất ngành nông nghiệp. Với cái phương thức sản xuất mà không có hóa chất trong toàn bộ các quy trình trồng và chăm sóc, tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, góp phần bảo vệ môi trường cũng như là tạo ra một nền nông nghiệp bền vững, nông nghiệp xanh. Với những kết quả khả quan đạt được, huyện Yên Châu định hướng mở rộng quy mô, ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên toàn huyện, nhằm nâng cao chất lượng, quảng bá, mở rộng thị trường cho các sản phẩm cây ăn quả trên địa bàn huyện nói riêng. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, người dân ứng dụng công nghệ sinh học, vi sinh trong nông nghiệp, khuyến khích nông dân thay đổi tập quán canh tác, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, thay thế cho phân bón vô cơ. Huyện Yên Châu đã tích cực hỗ trợ phát triển sản xuất đối với các sản phẩm lợi thế của địa phương, gắn với các chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, từng bước thay đổi phương thức làm nông nghiệp, hướng đến một nền nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững.
Trang cơ sở của huyện Yên Châu phát triển sóng đài phát thanh truyền hình Sơn La xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong trang cơ sở lần sau.